Toàn quốc hiện có 676 doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ số tài sản trị giá hơn 3,8 triệu tỷ đồng. Cùng với sự nỗ lực của chính mình, sự đồng hành của chính phủ là động lực giúp họ vượt khó, tự tin phát triển. Những hạn chế yếu kém của doanh nghiệp nhà nước còn hiện hữu trong quản lý điều hành, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa như kỳ vọng. Bởi vậy, việc thao cơ khó khăn, tìm cơ chế linh hoạt hơn để huy động các nguồn lực, tạo điều kiện phát triển là những vấn đề cần được quan tâm nhất là với doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng. Kiến nghị chính phủ xem xét ban hành cơ chế chính sách phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực trọng điểm như là điện khí, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời áp mái, khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất chip và chấn bán dẫn, sản xuất điều chế hydrogen, ammonium xanh và hệ thống lưu trữ điện. Sự đồng hành của chính phủ với doanh nghiệp sẽ là động lực lớn để các doanh nghiệp, các tập đoàn, nhất là trong khối nhà nước, vượt qua khó khăn, mạnh dạn đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các đồng chí luôn luôn sát đấy, trong những công việc gần như là làm việc của chúng tôi à, rất là sát với lại cái thực tiễn xuống tận nơi để điều hành đôn đốc những công việc mà có thể nói là rất là quan trọng. Thì đấy là những cái mà chúng tôi thấy rằng đấy là vừa là được tháo gỡ cái nút thắt cái khó khăn và đặc biệt là thấy cái sự gần gũi, cái sự quan tâm của đồng hành của chính phủ của chúng tôi. Trước những khó khăn của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước, giúp tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam có tài chính thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm. Năm 2023, tập đoàn đã xử lý thành công nhiều dự án kéo dài. Nhất là những khó khăn vướng mắc cụ thể đã được Petro Việt Nam kiến nghị trong các cuộc họp gần đây. Petro Việt Nam tin tưởng chắc chắn rằng sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2024 sự quan tâm hỗ trợ thao gỡ kịp thời các khó khăn của chính phủ các bộ ngành địa phương sẽ giúp các doanh nghiệp nhà nước vượt qua mọi khó khăn tự tin hội nhập phát triển khẳng định doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo nòng cốt trong nền kinh tế